Đám hỏi Hà Chí Quang và bạn trai Thanh Đoàn, Quốc Trường cùng dàn sao nam bê chắp, lộ hai cơ ngơi gây choáng. Sáng ngày 19 tháng 10, lễ ăn hỏi của diễn viên Hà Chí Quang và người yêu tên Thanh Đoàn được tổ chức hoành tráng ở thành phố Hồ Chí Minh và quê nhà Đồng Tháp. Từ 9 giờ sáng, dàn sao nam V-Beat như Quốc Trường, Nguyên Vũ, Anh Tài, Huỳnh Quý, Quốc Huy đã xuất hiện tại cơ ngơi riêng của Hà Chí Quang tại quận 9 để thực hiện nhiệm vụ bê chắp cho cặp đôi. Dàn rể phụ diện áo dài truyền thống màu vàng nổi bật, chú rể Hà Quang Chí mặc áo dài đỏ có họa tiết hai con rồng được thiết kế riêng. Nam diễn viên cho biết đã chuẩn bị 6 cháp bao gồm bánh kẹo, rượu, hoa quả để mang đến Đồng Tháp. Trong ngày trọng đại, Hà Chí Quang thể hiện rõ niềm hạnh phúc, hào hứng rước Thanh Đoàn về dinh. Cơ ngơi của Hà Chí Quang ở thành phố Hồ Chí Minh là căn nhà 2 tầng khang trang, thiết kế theo phong cách hiện đại. Dù lễ ăn hỏi được tổ chức chính ở Đồng Tháp, nhưng cơ ngơi tại thành phố Hồ Chí Minh cũng được trang trí rất chỉn chu lộng lẫy. Tại Đồng Tháp, vợ chồng Hồ Viết Trâm đã có mặt từ sớm để cùng Thanh Đoàn chuẩn bị những khâu cuối cùng cho lễ ăn hỏi. Thanh Đoàn đã tiết lộ chuẩn bị 2 tấn hoa tươi, tương đương với hàng triệu bông hồng để trang trí từ lối vào đến phòng gia tiên ở biệt thự 3.000m2. Nhìn vào hai cơ ngơi của Hà Chí Quang và Thanh Đoàn, cư dân mạng phải choáng ngợp vì quá xịn sò. Sau đám hỏi này, cặp đôi sẽ tổ chức lễ cưới vào năm 2024.